Triệu Lô Tư, tiểu Triệu Lê Dĩnh, xuất thân danh giá với nhan sắc trong trẻo lấn áp địch Lê Nhược Ba. Mỹ nữ xuyên không Triệu Lô Tư đang là một trong những tên tuổi diễn viên mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ, được nhiều khán giả coi là búp bê nhờ vẻ ngọt ngào, xinh xắn trong các phim cổ trang. Triệu Lộ Tư, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1998, được sinh ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc và là diễn viên đăng lên của showbiz Hoa ngữ. Chỉ mất 3 năm, cô đã ghi dấu trong lòng khán giả bằng những tác phẩm nữ cổ trang, nữ hiện đại vô cùng thú vị. Triệu Lộ Tư còn sở hữu diện mạo ưa nhìn, đường nét tú lệ, thuần khiết, mũi cao, mắt to, siêu đáng yêu, rất được lòng công chúng. Năm 2017, Triệu Lộ Tư lần đầu tham gia diễn xuất với vai phụ Phượng Tù Hoàng. Một năm sau, tên tuổi của mỹ nhân 9X được nhắc đến nhiều hơn qua vai Lạc Phỉ Phỉ trong phim Xuyên Không Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta. Sau sự thành công của Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim khác như Lắng nghe điều cảm động nhất, Thanh Nan truyện, Thiên Lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Tam Thiên nhà sát, Lam sát sinh tử luyến. Cô liên tục nhận được sự yêu thích và ủng hộ của khán giả. Được mệnh danh là thánh nữ xuyên không của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư nằm trong số ít những diễn viên thành công nhờ các vai diễn trong phim cổ trang. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, thuần khiết cùng lối diễn xuất đáng yêu, tự nhiên tạo thiện cảm cho khán giả. Sau khi nổi tiếng do thể loại phim cổ trang, Triệu Lộ Tư bắt đầu chọn thêm những vai chính trong phim hiện đại để làm đa dạng hơn khả năng và phong cách diễn xuất của mình. Gia thế giàu có của mỹ nữ xuyên không Triệu Lộ Tư. Cho đến thời điểm hiện tại, dù chưa một lần Triệu Lộ Tư hé lộ về gia đình và xuất thân, nhưng trong showbiz vẫn truyền tay nhau nhiều thông tin về gia thế khủng của nữ diễn viên trẻ tuổi. Ít ai biết rằng có một sự tích nho nhỏ khá bị hài về Triệu Lộ Tư khi cô đi học. Triệu Lộ Tư từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Giao thông Tây Nam hệ Trung học phổ thông. Những bức hình cô nàng tại đại hội thể thao được đưa lên mạng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khác với nhiều diễn viên nữ sở hữu gương mặt nhỏ gọn cùng thân hình mỏng manh trong làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với khán giả bằng gương mặt tròn rạng rỡ. Nữ diễn viên sinh năm 1998 đặc biệt ghi điểm bằng những đường nét thuần khiết, dù có để mặt mộc vẫn khiến người khác trầm trồ nhờ chiếc mũi cao, đôi mắt sáng, nụ cười tươi. Và cũng chính nhờ dung mạo trong trẻo ngọt ngào ấy mà mỹ nhân họ Triệu đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả ở những vai diễn mang đậm nét tính cách hồn nhiên, đáng yêu. Năm 2017, Triệu Lộ Tư lần đầu xuất hiện với vai diễn Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng. Một năm sau, tên tuổi của mỹ nhân 9X được nhắc đến nhiều hơn qua vai Lạc Phỉ Phỉ trong phim Xuyên Không Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta. Đây là bộ phim đánh dấu tên tuổi của Triệu Lộ Tư, giúp cô được nhiều khán giả yêu thích, trở thành diễn viên trẻ được yêu thích cùng với Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ. Sau sự thành công của Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta, Triệu Lộ Tư tham gia loạt tác phẩm như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thiên Lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Lan truyện, Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta. Mỹ nhân 9X nhờ đó được mệnh danh là nữ diễn viên có kinh nghiệm xuyên không nhiều nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, vì trong khối gia tài phim ảnh của cô có đến phần nửa là phim xuyên không. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn được các fan cứng gọi là cô gái đào hoa vì sở hữu cả bộ sưu tập bạn trai màn ảnh toàn nam thần và người mê như Tống Uy Phong, Tiêu Chiến, Lý Hoành Nghị, Cốc Gia Thành, Từ Chí Hiền, Hứa Khải, Vương Dĩ Luân, Trịnh Nghiệp Thành. Thời gian gần đây, vì Triệu Lộ Tư xuất hiện trong khá nhiều phim về đề tài xuyên không, đến nỗi cô còn được mệnh danh là thánh nữ xuyên không. Nhiều quá thì sẽ chán, kể từ khi ra mắt đến nay, cô đóng về đề tài hiện đại thì chỉ vài ba tác phẩm, còn lại thuộc nửa hiện đại, nửa cổ trang. Xét về khả năng diễn xuất, Triệu Lộ Tư chắc chắn không phải là một bình hoa di động. So với nhiều người có nhan sắc mà không có tài, thì Triệu Lộ Tư thực sự hơn hẳn họ ở khía cạnh diễn xuất. Chỉ qua, vận khí của mỹ nhân 9X còn chưa lớn, cô còn cần trau dồi kỹ năng, cách lựa chọn kịch bản có chiều sâu, thay vì chọn những bộ phim mang tính chất giải trí bị chê nhảm, nhạt. Như thế thì hình tượng của Triệu Lộ Tư cũng chẳng mấy chốc mà bị đóng đinh, không thể thoát ly, không thể làm mới hình tượng để khai thác hết tài năng của mình và để vươn lên tầm cao mới được. Em gái trà xanh của Cbiz. Bên cạnh chuyện tỏ tình với Tiêu Chiến, những động thái ướp mờ chuyện thảo mai của Triệu Lộ Tư với biên kịch Vua Chính cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sự việc một tài khoản được cho là của Triệu Lộ Tư đăng bài tỏ tình với Tiêu Chiến đã gây xôn xao trên mạng xã hội xứ Trung. Ngay sau đó, bài đăng này đã được gỡ bỏ nhưng lại mở đầu cho hàng loạt sóng gió, khiến cư dân mạng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đang lúc dân mạng xứ Trung bàn tán chuyện sử dụng chiêu trò coi nhiệt Tiêu Chiến, thì Triệu Lộ Tư lại đăng một loạt hình ảnh vui vẻ cùng lời nhắn: không làm hại ai cả. Điều này khiến netizen nổi giận, mía mai nữ diễn viên chính đúng là cô gái trà xanh điển hình. Trên phim diễn dở, nhưng ngoài đời diễn giỏi lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như netizen không phát hiện ra, bài thanh minh rằng tài khoản được cho là của Triệu Lộ Tư tỏ tình với Tiêu Chiến là giả, được bật chế độ chuyển từ một mình sang công khai. Nhiều người bày tỏ đây là một chiêu trò cọ nhiệt của Triệu Lộ Tư. Giữa ồn ào Triệu Lộ Tư tâm cơ, biên kịch Thị Phi Vua Chính cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa, nhảy ngay vào cuộc chiến nói bóng gió với tiểu Triệu Lê Dĩnh. Sau khi phòng làm việc Triệu Lộ Tư đăng bài thanh minh thì không lâu sau đó, Vua Chính cũng đăng lên tài khoản cá nhân của mình bóng gió Triệu Lộ Tư là trà xanh, người con gái bên ngoài ngây thơ nhưng bên trong tâm cơ, với nội dung ăn dưa kèm theo hình ảnh chén trà xanh.
nguyên nhân dân mạng cho rằng đối tượng mà Vũ Chính nhắc đến là Triệu Lộ Từ, bởi trước đó, vị biên kịch này cũng từng bóng gió mát mẻ rằng có một nữ diễn viên thổi mới vào nghề đã được anh trao cho cơ hội đóng phim của mình. Sau đó, nữ diễn viên này nổi tiếng và anh cũng mừng thay cho cô ấy. Chẳng ngờ đến khi cần tìm cô ấy có chút việc thì phát hiện ra anh bị nữ diễn viên nọ xóa khỏi danh sách bạn bè rồi, mà Triệu Lộ Từ từng tham gia diễn vai phụ nhỏ trong Phượng Tùng Hoàng của Vũ Chính. Sau khi Vũ Chính đăng bài được cho là ám chỉ Triệu Lộ Từ, trong buổi livestream, không biết vô tình hay cố ý mà nữ diễn viên đã nói rằng loại nước hoa mình đang cầm rất thích hợp để dùng khi cảm thấy thoải mái, như đi uống trà chiều, uống trà xanh và cười vui vẻ. Hành động này của nữ diễn viên được cho là đang đá đểu Vũ Chính, đáp lại lời bóng gió chỉ mình là trà xanh. Điều đáng chú ý là trong quá trình livestream, MC không hề nhắc đến từ trà xanh nhưng Triệu Lộ Từ lại tự nhắc đến. Không chịu nhượng bộ, một cư dân mạng tiết lộ Vũ Chính đăng bài trong nhóm bạn bè với nội dung vở kịch này cũng đủ rồi đó, nằm không cũng trúng đạn, tôi dựa vào đâu mà bị chụp mũ, đi lẹ không tiễn, lần sau đừng có dây vào tôi, cảm ơn. Vũ Chính cũng không phải dạng vừa, được biết đến với biệt danh ông Hoàng Cọ Nhiệt, biên kịch thị phi chuyên khui những nhân vật nổi tiếng gây tranh cãi. Cụ thể như Vũ Chính từng mắng Lâm Tâm Như vong ân bội nghĩa, chê bai diễn xuất của Dương Mịch, đổ lỗi Đồng Lệ Á thất hứa, trở mặt với Thần Hiểu. Sao nữ có hình ảnh xấu nhất trong mắt truyền thông? Dù nàng có lưu lượng khá ổn, nhưng thực chất, Triệu Lộ Từ lại là ngôi sao có hình ảnh xấu nhất trong mắt truyền thông xứ Hoa ngữ, bởi họ cho rằng ngôi sao sinh năm 1998 có thái độ không tốt. Theo nhiều cuộc thăm dò, nữ ngôi sao được ưu ái gọi là Tiểu Triệu Lệ Dĩnh khiến giới truyền thông Hoa ngữ cực kỳ ghét bởi nhiều lý do khác nhau. Trong đó, điển hình là thói hay đi muộn, đi trễ trong các buổi họp báo, hoạt động quảng bá, hẹn phỏng vấn từ bắt phóng viên đợi tới 5 giờ đồng hồ, trả lời cũng thiếu EQ, đoàn hội làm việc không chuyên nghiệp. Không những vậy, Triệu Lộ Từ còn bị cho là rất hay giả trân ngoài đời, luôn tỏ ra đáng yêu, muốn được cưng chiều để mọi người trong ekip đoàn phim luôn coi cô nàng là tâm điểm. Một số fan còn chỉ trích Triệu Lộ Từ rất thích kéo phim đàn chị, điển hình là vụ la bài chê Tống Thiến tại lễ trao giải Nữ Thần Kim Ưng năm vừa rồi. Dù thế nào thì mọi chuyện vẫn chỉ dựa vào đồn đoán, diễn xuất tuy chỉ hợp với những phim tình cảm, hài hước nhưng Triệu Lộ Từ vẫn sở hữu lượng fan đông đảo, khiến cho các phim mà nữ diễn viên tham gia vẫn luôn có sự bảo chứng về lượt xem.